Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và đăng ký kênh của tôi. Hôm nay tôi lại quay cho tất cả anh em một số dòng máy giá cực rẻ cho tất cả các bác, không có chỗ nào rẻ hơn đâu. Giá từ 500 cho đến 2 triệu đến 3 triệu quay lại. Tất cả các cái hàng của tôi quay và quảng cáo ở đây hoàn toàn là hàng chính hãng, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Không bắt các bạn đặt cọc một đồng và một xu nào, đúng không? Nếu mà là cái hàng của tôi mà không đúng cái hàng chất lượng những cái gì mà tôi quảng cáo thì chắc chắn tôi sẽ không dám cho tất cả mọi người kiểm tra hàng, và tôi phải bắt các bạn đặt cọc của tôi. Còn tôi bán ở đây cho mọi người uy tín là hàng đầu, chất lượng uy tín là hàng đầu, bảo đảm cho tất cả mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tôi bán cho tất cả mọi người ở đây hàng mấy chục con điện thoại, chứ không phải là bán cho những người ta là một hai con sau đó là mang đi lấy cọc của người ta 500 hay là 1 triệu hay là 200, 100 đâu nha anh em nhá. Giá cả thì là một là thị trường, nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm sao để tôi rút lại để kiếm lời ít hơn, để bán hàng nó chạy hơn đấy, để giúp được các bạn. Không phải là giúp về cái gì mà giảm được những cái đồng tiền của các bạn, và tôi cũng bán nhiều cái thì tôi sẽ lời nhiều hơn đấy, nó là như vậy. Chúng ta bán ít thì chúng ta sẽ lợi nhuận cho chúng ta phải lấy cao, nhưng mà tôi bán ở đây một ngày tôi bán hàng mấy chục con nên tôi phải lấy lãi, lấy lời nó ít thì mới có người mua. Chứ mà tôi mà lấy giá bằng của các bạn bán ở cửa hàng thì chắc chắn các bạn phải đi mua ở cửa hàng, chứ cần gì phải đợi tôi. Bởi vì của tôi mua của tôi thì tôi các bạn còn phải đợi, đúng không? Phải đợi 1 đến 2 ngày. Còn nếu các bạn mà cần mua thì các bạn ra cửa hàng mà các bạn mua được ngay. Hôm nay là bây giờ là cũng hơi tối nên tôi phải bật đèn để tôi quay, nên là nó có một cái số ánh sáng nó hơi chói một tí. Oppo F1S nhá, F1S không có một vết xước nào. Đấy, không có một vết xước nào. Các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, giá 1 triệu 150 nghìn bao ship, đúng hàng, đúng những cái gì mà tôi quảng cáo thì các bạn nhận, còn không đúng thì chúng ta đừng có nhận anh em nha. Tôi nói cho tất cả mọi người là không xước một tí nào nha. Đấy, nếu mà là máy cũ thì nó sẽ không bao giờ nó giữ được nguyên, một vỏ xước, hai là màn hình xước. Đấy, nó là như vậy. Chứ còn bây giờ mà các bạn bảo độ một cái máy từ phím home, phím tất cả các loại phím rồi sau đó là màn hình các thứ thì còn bó bán không? Không bó đâu, đúng không? Đây là cái hàng mà gọi là 99% là hàng trưng bày, tôi bán cho tất cả mọi người. Cái nào nó xước tôi bảo xước, cái nào nó phẩy tôi bảo phẩy, cái nào mà nó lỗi tôi bảo lỗi. Anh em được kiểm tra bảo hành cho tất cả mọi người 1 tháng một đổi một, bảo hành toàn bộ 6 tháng cho tất cả mọi người nha. Bán cho anh em 1 triệu 150 nghìn. Khi mà chúng ta đã nói máy mới thì các bạn cũng không nên là hỏi về những cái vấn đề trong nó quá nhiều, bởi vì hỏi thì nó là mới nó cũng không lỗi đâu. Nếu mà lỗi tôi bảo hành cho anh em mà 1 triệu 150 nghìn có giá rất là rẻ cho tất cả mọi người. Các bạn không hiểu được một số bạn, tôi nói cho các bạn ví dụ như một cái con này đi, một con Oppo F7 nhá, con này là F7 4G đó. Đấy, Oppo F7 4G nhá, RAM 6 128GB, bán cho tất cả mọi người có tầm 1.800.000. Nếu các bạn đi mua một cái con máy mà các bạn phải hiểu thế này nhá, RAM 2 bộ nhớ 16GB thì người ta bán cho anh em 1 triệu 1 triệu 2 là đúng thôi, 800 là 900 là đúng thôi nhá. Còn tôi bán ở đây được kiểm hàng trước khi thanh toán, nếu mà sai những cái gì mà tôi quảng cáo ở đây các bạn trả lại hàng không phải mua, mà tôi bán cho anh em không phải đặt cọc, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, những cái bạn mà đi nghe những cái thằng bán một con đến hai con thì các bạn sai lầm lớn nhất trên đời. Máy này cực kỳ là ok luôn. Máy con này thì là bao nhiêu đây? Máy con này Oppo F7 là RAM pin là 3400 nhá, màn hình 6,23 inch. Đấy, anh em ok chưa? Đấy, hôm nay làm video hơi tối nên là tôi cũng phải bật đèn nếu nó không được nét lắm, nên là anh em phải thông cảm chứ. 1.800.000 bao ship. Tiếp theo mình lại giới thiệu cho tất cả mọi người một con Oppo màu đỏ nhá, A3s 4G anh em nhá, cũng là những cái dòng nó giống nhau thôi. Đấy, con này là F7, con này là A3S đúng không? Còn bán cho tất cả anh em con này nó sẽ rẻ hơn nhiều, 1.450.000. Ở đây là có cái vân tay chúng ta cầm nó có dấu thôi, còn tôi sẽ lau đi cho tất cả mọi người ở đây. Máy mới anh em nhé, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng những cái gì mà tôi quảng cáo ở đây thì các bạn mua, còn không đúng thì thôi. Con này cũng là RAM 6 128GB. Bán cho anh em 1.450.000, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nha.
bán cho tất cả mọi người là 1.450.000, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Con này là pin Oppo A3s là pin 4230 ampe, màn hình 6.2 inch nhá, camera là 13 chấm. Bây giờ tối rồi, hôm nay tôi làm video vào buổi tối nên là nó cũng không được nét lắm. Đây này, nó có cái bóng đèn đấy, đấy tôi bật camera để tôi soi nên là có cái bóng đèn, à tôi bật đèn led đấy. Đấy anh em ok chưa, 1.450.000. Ở đây thì mình chỉ có giới thiệu qua thôi. Đấy, nếu mà đúng cái hàng của tôi mà không đúng những cái gì mà tôi quảng cáo thì chắc chắn là tôi phải bắt các bạn cọc. Nhưng mà ở đây tôi không cần phải bắt các bạn cọc nhá. Tiếp theo có những cái dòng mà nó cực rẻ cho tất cả mọi người. Ví dụ như lên một số dòng là có thì có nhiều dòng ấy, các bạn đặt cho tôi thì tôi mới lấy được về nhiều. Chứ bây giờ để mà ngồi một lúc ở đây cũng đã mất bao nhiêu tiếng rồi, mất bao nhiêu phút của các bạn, trong khi là cũng chả giải quyết được cái gì, đúng không? Mà chúng ta giới thiệu cái máy không giới thiệu hết được. Đấy, còn bây giờ ấy, tôi giới thiệu cho tất cả anh em sơ sơ thôi. Sau đó là anh em kiểm tra rồi ok con nào thì báo tôi sẽ kết bạn Zalo ngay cho tôi, hoặc là gọi trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ cho các bạn vào kết bạn Zalo, sau đó là các bạn sẽ được xem những cái video chi tiết hơn. Con này là con C21i nhá, C21i. C21i. RAM 8 256 GB. Con này bán cực rẻ thôi, 2 triệu. 2 triệu 350k nhá. Máy mới nhá. Anh em kiểm tra xem, về kiểm tra có chỗ nào xước thì bảo tôi. Tôi bảo máy mới là máy mới. Khi mà các bạn đi thì các bạn có thể là xé cái dây bóng đi khi mà chúng ta dùng. Hoặc một số con thì vẫn còn có cái dây bóng ở bên đằng sau cái camera này, nên là các bạn không bóc nó ra. Trong khi đó các bạn không bóc nó ra thì các bạn đang kiểm tra ở ngoài đường. Các bạn đang kiểm tra ở ngoài đường thì thấy nó mờ thì các bạn lại bảo là máy mới mà tại sao lại mờ như vậy, đúng không? Con này là pin 5000 nhá. Pin 5000, màn hình 6.5 inch. Camera 13 chấm. 2.350.000 mà các bạn không mua những cái dòng máy này thì mua ở đâu? À, những cái tầm pin 5000 là đòi hỏi nó phải có sạc nhanh rồi. Chứ chúng ta không cần phải giới thiệu, đúng không? Pin 5000 nhá anh em nhá. Máy như thế này mà các bạn không mua thì chúng ta không biết là mua ở chỗ nào rẻ hơn. Các bạn, kể cả các bạn biết chỗ nào rẻ hơn, các bạn giới thiệu cho tôi mua lại của các bạn. Và tôi sẽ bán lại cho anh em. Mỗi cái kiếm 1 đến 200.000 thôi. Không cần nhiều nhá. À, tôi giới thiệu cho tất cả anh em là con C21 rồi nhỉ. Giới thiệu tiếp cho tất cả mọi người con 53 A5S. A5S màu đỏ, màu xanh thì đang hết nhá. Màu đỏ. Con này hôm qua tôi bảo bị dính phẩy phẩy ở đây một tí. Đây đây đây, các bạn không để ý đâu. Đây. Không thể nhìn thấy được. Tôi cũng giữ lắm rồi nhưng cứ giữ mãi thì nó vẫn thế. Nó vẫn bị xước. Nó xước rồi thì không có cách nào làm được. Bán cho tất cả mọi người là 1.550.000 nhá. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng những cái gì mà tôi quảng cáo trên video thì các bạn lấy, còn không thì thôi. Con này là RAM 3 32 GB. RAM 3 32 GB nhá. Giới thiệu nhanh thôi chứ để mà giới thiệu từng con thì thời gian đấy đâu ra thời gian. Tiếp theo, với lại chúng ta giới thiệu càng dài, video càng dài thì đăng lên nó phải càng lâu, nên là các bạn cũng không có thời gian để mà xem được. Ở đây tiếp theo lên một con i17 cực kỳ là đẹp luôn nhá, cực bóng ở đây cho tất cả mọi người đây này. Đấy, Oppo i17 RAM 8 256 GB, con này sử dụng 4G nhá. Bán cho tất cả các bác là có 2.300.000 bao ship. Đấy, bao ship cho tất cả anh em. Ok chưa? Con này thì là pin cũng là 5.000 nhá. Pin 5.000. Màn hình 6.3 inch. Camera 13 chấm. Đây. Nét căng, nét hơn cái mà của tôi đang quay bây giờ. Không có chỗ nào rẻ hơn đâu. Các bạn cứ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người xem, để ý xem.
Nếu mà chỗ nào rẻ hơn thì các bạn có thể là các bạn mua chỗ đó, còn tôi bán thì tôi cũng kiếm vì đồng tiền mà không có được lời 1 đến 200 thì tôi cũng không bao giờ tôi bán cho các bạn. Và trong khi đó những cái gì mà tôi, nếu mà tôi mà không cam kết những cái hàng của tôi mà không chính hãng ấy, thì tôi sẽ không bao giờ tôi bán kiểu là cho xem hàng của tôi, cho xem hàng, kiểm tra hàng đúng những cái gì mà tôi quảng cáo ở đây thì các bạn mua, còn không thì chúng ta cũng không mua, đúng không? Đấy, nhiều bạn thì bảo là đấy, hàng tàu hàng nhái, nhái thì ông đi kiểm tra đi, đúng thì các bạn mua, không đúng thôi. Đấy, không ai bắt các bạn cái gì hết. Oppo A16 nha, Oppo A16 bán cho tất cả các bác 2.150.000, 2.150.000 nha. Con này RAM 6 128 GB, con này là cực kỳ là chất luôn đấy, không có con nào chất như con này, những cái dòng này. Đấy, mình ấy, ở nhà mình là vợ mình cũng dùng một con như thế này, nhưng mà dùng pin cực kỳ là khỏe nhá, pin cực kỳ là khỏe. Đấy, bây giờ nó đang hết pin thì chúng ta sẽ không quảng cáo con đấy nữa, chúng ta sẽ bỏ dẹp sang một bên. Đấy, lúc nào mà có pin thì tôi sẽ giới thiệu tiếp, nếu mà ai mà chốt được thì chúng ta chốt, mà không chốt được thì thôi. Còn tiếp theo cho anh em con 74, Oppo 74, 74 thì con này cũng pin 5.000 nhá, pin 5.000 không có một vết xước nhá. Bây giờ tôi quay bằng cái điện thoại mà bật camera lên thì cảm thấy nó có cái lúc có bóng, lúc không có bóng thì nó sẽ xảy ra cái chuyện là nó bị nhìn nó như thế thôi. Còn Oppo A74 5G ở đây bán cho tất cả mọi người là RAM 8 256 GB 3.150.000. Đấy, A74 nhá. Pin 5.000, màn hình 6,5 inch. Đấy, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng cái gì mà tôi quảng cáo cho anh em thì anh em nhận, được không đúng thì thôi. Tất cả các cái máy nha, tất cả các máy được kèm theo phụ kiện ốp sạc tai nghe đầy đủ, không thiếu bất cứ cái gì. Hộp đây 74 đây, 5G đây. Đấy, RAM 8 Android 12 chấm. Ok chưa? Đấy, hôm nay thì quay nhiều cái với lại không có thời gian để chúng ta tả quá nhiều. Anh em nào muốn gọi trực tiếp thì gọi, sau đó để tôi tư vấn cho tiếp. Trong khi đó nó chả có gì phải tư vấn, bởi vì những cái máy tôi đã bảo cho anh em kiểm tra rồi thì chúng ta không cần phải tư vấn nhiều. Máy nó máy mới, nó gọi là bóc ra rồi để những cái hàng quảng cáo nó thành hàng 99%. Chúng ta mua về thì cũng thế thôi, cũng chả có gì phải nói cái gì thêm cả, trừ trường hợp nó bị xước, bị méo thì tôi đã bảo thế. Còn bây giờ chuyển sang con Oppo A73, A73 thì rất là nhiều người đặt, cực kỳ là nhiều người đặt nhé anh em nhé. Máy thì còn rất nhiều, không phải có mấy cái con này đâu. Kể cả các bạn đặt hôm nay không mua được, ngày mai tôi lại có cái máy khác để tôi lại bán cho các bạn, bởi vì tôi chuyên bán hàng mới nên lúc nào chả có, phải không? Tôi bán hàng mới nên lúc nào cũng có, các bạn lấy bao nhiêu cũng có nhá, kể cả các bạn nhập cũng có. Bán như vậy thì mới gọi là bán, chứ không phải bán như họ có một cái hai cái là bán là triệu hay 50 cho bắt đầu các bạn đặt 100 200 là đi luôn. Đấy, con này A73 nhá, A73 RAM 8 256 GB, 73 con này bán cho tất cả mọi người giá là 2.650.000 nhá. Anh em được kiểm hàng trước khi thanh toán. Máy thì nói lỗi thì không lỗi rồi, nói thẳng một câu thế. Nó gọi là máy mới thì không lỗi rồi nhá. Chúng ta không nói về máy nữa, chúng ta chỉ nói về RAM với lại hình thức thôi. Còn nếu mà biết thêm nữa thì các bạn phải kết bạn Zalo cho tôi. Đấy, giới thiệu tiếp cho tất cả mọi người con 53 4G 256 GB. Đấy, 256 GB 4G nha, Oppo A53. Tất cả các máy không có một vết xước nhá. Nếu mà có con nào có vết xước thì tôi sẽ giới thiệu và tôi sẽ bỏ và giảm giá đi. Còn những cái máy này không có một vết xước nào. Anh em ok kiểm tra đúng những cái gì mà tôi nói ở trên cái video thì các bạn mua, mà không thì thôi. Mật khẩu 00. 73 à 5 Oppo A53. A53 để bán cho anh em có 2 triệu tư, 2 triệu 400k thôi nhá. Con này là pin 5.000, màn hình 6,5. Tiếp theo có một con A56 A1K A31, cứ nói nhầm, A31. Tôi bảo anh em nha, máy có rất là nhiều. Anh em muốn biết thêm thêm thông tin hoặc là gọi trực tiếp để tư vấn thêm thì kết bạn Zalo ở số trên màn hình và gọi trực tiếp số đấy luôn. Đấy, gặp chính thức là tôi. Con này là pin 4.300 230 ampe, màn hình 6,5 inch, to bằng con kia luôn. Đấy, 31
RAM 6 128GB bán cho anh em có 2.150.000. Không mua thì các bạn đi tìm ở chỗ nào mà mua được những cái máy như thế này. Đấy. Không một vết xước nha. Các bạn biết chỗ nào rẻ hơn thì báo tôi mua lại của các bạn. Đây là cái việc mà tôi hứa cho tất cả mọi người là chính xác luôn. Còn Oppo A56 thì con này là RAM 8 256GB thì nó sẽ đắt hơn. 2.750.000. Oppo A56 nhá. 2.750. 2.750.000. 56 là con này là pin của nó là sạc nhanh nhá, pin 5000, màn hình 6,5 inch. Camera 13 chấm. Không một vết xước, biết chỗ nào xước bỏ giả lại thôi. Đây là một cái video sơ qua và tổng quát, còn bạn nào nắm thêm thông tin gì thêm thì các bạn phải kết bạn Zalo thì mới nói hết được, chứ bây giờ chúng ta để nói ở đây thì chắc chắn là cũng hơi khó. Mà chúng ta cũng chả có gì phải hỏi thêm, bởi vì nó là máy như thế rồi, đúng không? Đấy. Con này là i51, con này bán cho anh em 2.850.000. Máy còn giấy bóng các kiểu đầy đủ. Đấy, i51 nha. Pin con này là pin 4500. Đấy. 4500 sạc nó có hơi lâu một tí. Đấy, bán cho anh em có 2 triệu mấy thôi. Gọi trực tiếp cho tôi cho các bạn vào Zalo, hoặc là chúng ta có thể là gọi trực tiếp, gọi video trực tiếp để tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Còn có một con Oppo F9. F9 bán nhanh cho mọi người nha. Oppo F9 bán nhanh cho mọi người là cái này là không phải xước nha, có cái giấy bóng thôi. Nên là anh em xé cái giấy bóng này đi là nó sẽ mới nha. Còn tất cả mọi hình thức thì nó là mới thì chắc chắn là không có cái gì chỗ nào xước đâu. Còn tôi đã kiểm tra qua rồi. Đấy, ví dụ như có một cái tí ở đây là không vấn đề gì. Đấy, tí xíu thôi. Gọi là không nhìn thấy luôn đấy, bán cho anh em 1.850, 1.9 bao ship. Oppo F11, hôm nay có một bạn hỏi tôi không biết có lấy chưa. À, con này ấy thì là nó bị rơi. Đấy, làm hỏng, làm xước quá nhiều nên tôi đã thay nắp đít nha. Khi mà chúng ta thay nắp đít rồi, các bạn thấy có cái màu đen đen ở cái góc này. Đấy. Đây là những cái máy mà đã thay rồi nhá, bán cho tất cả mọi người là Oppo F11, bán con này bán nhanh, bán gọn, tháo cho tất cả anh em 2.100.000, bán trong đêm nay nhá. Ai nhanh thì được, không được thì thôi, thông cảm chờ con khác. Con này là lỗi tại tôi làm xước đằng sau này, làm cái nó đã thay nắp đi, nhưng mà vẫn là cái nắp của nó vẫn là giống nhau. Thôi thì giới thiệu thì cũng không thể hết được. Thì qua cái video thì tôi cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm và đã đồng hành và đã theo dõi những cái video của tôi. Đừng quên đăng ký kênh và cho tôi một lượt like để ủng hộ. Và tiếp theo nữa, chúng ta không lấy thì các bạn có thể là không có con nào ưng ý thì các bạn có thể đăng ký kênh để chờ những con khác nhá. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video của tôi.